Ok, xin chào mọi người. Ở video này thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái loại góc thứ hai là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng ở trong không gian nhé mọi người nhé. Được chưa? Thì góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian thì căn bản là chúng ta sẽ sử dụng phép chiếu thôi nhé. Căn bản là ta dùng phép chiếu. Cái này thì nói khá nhanh. Thì mình có một cái mặt phẳng T cho trước nhé mọi người. Được chưa? Đây là cái mặt phẳng T cho trước. Đó, mặt phẳng T cho trước. Sau đó thì chúng ta có một cái đường thẳng nhá, tên của nó là đường thẳng delta đi nhá, được chưa? Đó, đây là chúng ta có một cái đường thẳng delta, ok không? Và cái đường thẳng delta này là chúng ta đang cần xác định góc nhá, được chưa? Chúng ta cần xác định góc giữa delta và B, ok không? Thì cái bước số 1 ý là mọi người tìm nhá, mọi người tìm cho anh giao điểm giữa delta và P nhá mọi người nhá, được chưa? Thì mọi người tìm cho anh giao điểm giữa delta và P thì nó là cái điểm này nhá, ok không? Mọi người gọi cho anh là điểm A, được chưa? Bước số 2 này đó là từ một cái điểm nhá, từ một cái điểm thích hợp ở trên delta, được chưa? Đó, ví dụ như nó là điểm B nhá, điểm B đó, thì mọi người tiến hành là mọi người hạ cho anh nhá, mọi người hạ cho anh cái hình chiếu vuông góc nhá, hạ cho anh hình chiếu vuông góc của B xuống T nhá mọi người nhá. Đây mọi người hạ cho anh cái hình chiếu vuông góc xuống đây, mọi người hạ xuống từ B này, mọi người hạ xuống, được chưa? Hạ vuông góc xuống nhá, thì ta sẽ thu được nhá, nó là cái điểm B phẩy, ok chưa? Thì lúc này thì ta sẽ đổi góc như thế này thôi. Đó, thì bây giờ cái thằng delta này mọi người chiếu xuống thì nó thu được là cái thằng AB phẩy đấy nhá. Thằng AB phẩy. Đó, thì cụ thể nó chính là thằng delta phẩy nhá, thằng delta phẩy nhá. Được chưa? Tức là thằng delta này nó chiếu đổ xuống thì ta thu được là delta phẩy, đúng không? Thì ta đổi góc như sau nhá. Góc giữa P và delta nhá, thì thực chất đó chính là bằng góc giữa P nhá. P thì lúc này thì ta quy đổi rồi, nó chính là góc giữa delta phẩy và delta nhá. Đấy, góc giữa delta phẩy và delta thì nó chính là bằng góc phi ở đây nhá, bằng góc phi này này. Đấy, nó chính là bằng góc phi. Đó nhá, thì đây nó chính là cái góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Thì cái mấu chốt của vấn đề là sử dụng phép chiếu nhá. Vấn đề là sử dụng phép chiếu thôi. Đó, thì ví dụ bây giờ nhá, ví dụ bây giờ mình có một cái hình cơ bản đi nhá. Mình nói cho mọi người một cái ví dụ hình cơ bản, cái này thì mọi người hay gặp ấy. Đấy là mình sẽ nói luôn. Đây cái hình này. Cái hình này là mọi người rất là hay gặp nhé, nhưng mọi người cố gắng là mọi người thuộc trên cái hình này luôn giúp anh nhé. Đó. Và mọi cái hình khác thì hầu như nó cũng quy đổi về cái hình này cả thôi nhé. Đó, thì ở đây là mình có trước được một cái khối khối chóp đúng không? Đó, đây là thằng S này. Đấy, đây là thằng H nhé. Đấy, H thì nó đóng vai trò chính là thằng A đấy. A trùng với H nhé, đây là B. Và đây là C nhé mọi người nhé. Ok chưa? Đó, thì ví dụ bây giờ nhé, mọi người lấy cái góc này. Ví dụ bây giờ mọi người lấy cái góc giữa SB nhé. Ví dụ lấy đi, góc giữa SB này, được chưa? Và mặt phẳng ABC, được chưa? Góc giữa SB và mặt phẳng ABC nhé. Thì mọi người bắt đầu sử dụng phép chiếu cho anh này. Thì mọi người tập trung là cái thằng SB là cái thằng này này, được chưa? Thằng SB là cái thằng này, đó nhá. Thì ta sẽ phải lần lượt nhé mọi người này. Ta lần lượt thì ta sẽ lấy S và ta lấy B, ta sẽ chiếu, không, ta sẽ chiếu sang cái thằng ABC này cho anh nhé. Thì bây giờ mọi người nhìn nhá, S đúng không? Mà mọi người chiếu sang ABC ấy, thì mọi người tưởng tượng là cái ABC đó là mặt đáy đúng không? ABC đó là mặt đáy nhá, nó là một cái mặt phẳng, mặt sàn đúng không? Nó nằm ở dưới cùng như này. Thế thì cái phương chiếu của mọi người thì nó phải rót từ trên trời rót xuống đúng không? Phương chiếu phải rót từ trên trời rót xuống. Như vậy thì S mà mọi người rót xuống thì ta thu được chính là H đúng không? Còn bản chất thì thằng B này nó nằm ở trên ABC sẵn rồi, nên là B chiếu xuống thì vẫn là chính là B thôi, đúng không? Đó, như vậy thì cái góc giữa SB và ABC ấy, thì nó chính là bằng góc giữa SB và HB nhé mọi người nhá. Đó, nó chính là bằng góc giữa SB và HB, được chưa? Đó, thì bây giờ mọi người xác định này, SB là cái thằng màu vàng này rồi đúng không? Còn HB là cái thằng màu đỏ này, đúng chưa? Đấy, thì góc giữa SB và HB nó chính là góc ở đây. Đó, nó chính là bằng góc phi nhá, bằng góc phi. Đó, nhá, thì mọi người nhớ trên cái hình này luôn. Tương tự như thế thì góc giữa SC nhá, góc giữa SC và mặt phẳng đáy nhá, thì mọi người chiếu xuống này, S chiếu xuống thì nó là H, C chiếu xuống vẫn là C đúng không? Như vậy SC mà chiếu xuống thì là thu được là HC đúng không? SC chiếu xuống là HC. Như vậy là cái góc của mình là góc giữa SC và HC nhá, thì nó là cái góc này. Đó, được chưa? Đấy, thì đây nó chính là cái góc giữa SC và mặt phẳng đáy nhá mọi người nhá. Đó, ok. Được chưa? Thì ta tập trung ở đây thì nó có cái phương chiếu nhá mọi người nhá. Thì tùy thuộc vào cái mặt phẳng nó đi theo cái phương như thế nào thì chúng ta sẽ nhận nhận cái hình chiếu nó như thế. Ví dụ như là
cái mặt phẳng ABC đúng không? ABC là cái mặt mặt sàn đúng không? Mặt sàn nó nằm nằm ngang như thế. Thì cái phương chiếu thì nó phải vuông góc từ trên trời xuống, đúng không? Thế còn ví dụ như mọi người nhìn nhá, ví dụ như cái mặt là SHB này đi, đúng không? SHB như thế này nhá, được chưa? Thì nó là một cái mặt đứng đúng không? Thì cái phương chiếu của nó thì không phải là từ trên trời xuống, mà nó sẽ là gì? Cái phương chiếu của nó sẽ là hướng này đến này. Đấy, mọi người hiểu không? Cái phương chiếu của nó phải hướng này đến, tức là nó phải đi vuông góc với cái mặt đấy, đúng không? Đó, hay ví dụ như mặt là SHC đi. SHC là cái mặt đằng sau mọi người đúng không? Thì cái phương chiếu của mọi người ấy, thì nó phải như thế này đến này. Đấy, nó phải như thế này đến, đúng không? Đấy, nó phải đi tới cái mặt phẳng đấy nhé, nó phải đi tới cái mặt phẳng đấy. Được chưa? Thì mọi người chỉ cần xác định được cho anh là đúng cái hình chiếu là xong luôn, xác định được góc ngay. Đó, vậy thôi. Cảm ơn mọi người.